Kính thưa quý vị, cuộn giấy biển chết được trưng bày tại Hồng Kông. The Great Isaiah Scroll, phiên bản hoàn hảo nhất trong số những cuộn giấy biển chết, hiện đang chuẩn bị được ra mắt lần đầu tiên tại Hồng Kông. Cuộn giấy nói trên và tấm bảng đá khải huyền Gabriel hiện đang được xem là một trong những phát hiện khảo cổ lớn nhất trong thời gian vừa qua. Với chiều dài là 734 cm, cuộn giấy Great Isaiah Scroll được xem là một trong những bản mẫu hoàn hảo nhất của những cuộn giấy biển chết. Theo bảo tàng Israel cho biết, cuộn giấy này đã được tìm thấy bởi những người chăn dê vào năm 1947 với tổng cộng là 54 cột chữ, thuật lại 66 chương của sách Thánh Kinh Isaiah bằng tiếng Do Thái. Nó được viết từ năm 120 cho đến năm 100 trước Công Nguyên và là cuộn giấy lâu đời nhất trong số những cuộn giấy biển chết. Theo bảo tàng Israel cho biết, theo sau phát hiện đầu tiên vào năm 1947, đã có đến hàng trăm cuộn sách cổ được tìm thấy từ năm 1949 đến năm 1956, nằm trong 11 hang động dọc bờ biển phía tây bắc của biển chết. Hiện vẫn chưa rõ ai là những người viết ra những cuộn sách biển chết. Tuy nhiên, rất nhiều học giả đã đồng ý rằng đó là Essenes, một giáo phái Do Thái đã từ bỏ Jerusalem để tiến vào sa mạc để phản đối người La Mã. Ngoài cuộn sách cổ, tại triển lãm nói trên còn trưng bày một số vật quý hiếm, ví dụ như các mảnh đá chạm khắc từ Temple Mount, khu vực thiêng liêng nhất của Jerusalem, hoặc những bình đựng tro cốt, đồ thủy tinh hoặc gốm sứ từ Herodian Quarter và Qumran. Trung tâm của triển lãm nói trên là tấm bảng đá Gabriel Stone, được xem là kiệt tác khảo cổ quan trọng nhất kể từ khi cuộn giấy biển chết được phát hiện. Tảng đá cổ nói trên được tìm thấy vào năm 2000 trên bờ biển phía đông của biển chết. Trên mặt đá có 87 dòng văn bản cổ xưa về sự khải huyền ở Jerusalem. Theo dự kiến, triển lãm Temple Scroll and Divine Messengers, The Archaeology of the Land of Israel in Roman Times sẽ được tổ chức tại Hiệp hội Châu Á vào ngày 4 tháng 11 và sẽ kéo dài trong khoảng 11 tuần.